mỗi người sẽ có một địa điểm mà mình yêu thích. Giống như là hộp gà nướng này, chắc chắn mấy bạn, nhiều bạn sẽ mua ở chú ốm, nhưng mà tôi lại thích mua ở chú bự con này hơn. Tùy gu mỗi người, hoan hỷ mọi người ơi. Hello mọi người, tụi mình là ăn gì ở mấy thơ. Cái xe hộp gà nướng của chú này tôi quay cũng lâu rồi, nhưng mà cũng sợ ra ma cho nên không có dám lên clip. Nói chung thường mấy bạn ở mấy thơ thì sẽ mua cái chú ốm ốm, nhưng mà tôi thích mua chú này hơn. Mặc dù cũng đồng giá 5.000 á, nhưng mà chú này thì có nhiều đồ, cảm giác như nó đã hơn mọi người, có topping á. Chú bán ngay chỗ cái nước hoa cham gì ở đường ngầm, đường dịch xin đó, cũng 5.000 trứng mà được cái có đồ chua nè, có ớt nè, có muối nè. Lên cái clip này chắc chắn thế nào cũng bị ra ma nữa hà, mệt quá trời quá đất. Trứng của chú này bán á thì dạng làm nhạt vừa ăn, nếu mà muốn ăn đậm hơn á thì mình cho thêm muối, thêm cái nữa có ớt, có miếng rau răm, miếng đồ chua, ăn vô nó hết sảy. Còn bên chú ốm thì chú nêm vừa ăn luôn rồi, khỏi cần chấm gì hết trơn á, chỉ kèm với rau găm thôi. Làm thêm ly matcha đá xay của Sukati nữa, rồi xong quẹo lựa. Ở đây chúng tôi có hai trường phái, là một là chú ốm, một là chú bự con. Thường thì mọi người sang ở chỗ nào nhớ comment cho tụi mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã coi đến cuối clip, đừng quên nhấn follow và thả tim ủng hộ tụi mình nha. Bye bye.